Hello everyone, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô Hướng sẽ hướng dẫn các bạn về chủ đề gia đình, family, family, family. Các thành viên trong gia đình. Đây là bố, chúng ta đã học từ dad, dad hoặc là daddy. Ngoài ra, cũng có thể dùng từ khác, đó là father, father, father. Mẹ, mom, mom, hoặc mommy, mommy. Chúng ta cũng có thể dùng một từ khác, đó là mother, mother. Anh trai hoặc em trai trong gia đình, brother, brother. Chị hoặc là em gái, sister, sister. Bạn bè của mình, friend, friend. Friend. Để mà dùng một từ thay thế gọi cho những người con trai, đàn ông, chúng ta có từ he, he, anh ấy hoặc cậu ấy, he. Hoặc một từ để thay thế cho cách gọi một người con gái, một người phụ nữ, she, she. Who is he? Who? Ai? Cách hỏi ai? Who is he? Anh ấy, ông ấy là ai vậy? Who is he? He is my father. Ông ấy là bố của tôi. He is my father. Who is he? Còn cậu ấy là ai? He is my brother. He is my brother. Đây là một người phụ nữ, vì thế chúng ta sẽ dùng từ she để hỏi. Who is she? Who is she? Cô ấy là ai? She is my mother. Cô ấy là mẹ của tôi. She is my mother. Who is she? Còn cô gái này là ai? She is my sister. She is my sister. Who is she? Cô ấy là ai? She is my friend. Cô ấy là bạn của tôi. Các bạn hãy nhớ cách sử dụng he và she. Goodbye.